Xin chào các bạn đang trên kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một bông hoa hình con bò sữa. Và nguyên liệu cần có để móc được một bông hoa như vậy là các bạn cần chuẩn bị cho mình là len. Ở đây gồm có len màu vàng, màu hồng, màu trắng, màu đen, một chiếc que xiên, một ít kẽm để làm lá, một chiếc kim khâu. Kim móc mình sẽ chọn là đầu 3.0, một đôi mắt thú, và các bạn cần chuẩn bị thêm cho mình nữa là một ít bông. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng bằng len màu trắng để móc cái phần thân của con bò sữa. Các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó lên một bính, móc vào đây là 6 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1. Sang vòng số 2, các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi đơn. Kết thúc vòng số 2. Sang vòng số 3. Đầu tiên là một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi tăng. Rồi là đến một mũi đơn. Sau đó là một mũi tăng. Và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 3, sang vòng số 4. Đầu tiên là 2 mũi đơn. Tiếp theo là 1 mũi tăng. Rồi lại đến 2 mũi đơn. Sau đó là 1 mũi tăng. Và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 4, sang vòng số 5, đầu tiên sẽ là 3 mũi đơn, tiếp theo là 1 mũi tăng, rồi lại đến 3 mũi đơn, sau đó đến 1 mũi tăng, và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 5, sang vòng số 6.
từ vòng số 6 đến vòng số 9, các bạn sẽ móc là mũi chân một mũi đơn không tăng. Kết thúc hàng số 9 sang hàng số 10, các bạn sẽ móc là 3 mũi đơn. Sau đó đến một mũi giảm. Tiếp tục lại 3 mũi đơn. Rồi lại đến một mũi giảm. Và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc hàng số 10 sang hàng số 11, các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn, sau đó là 1 mũi giảm, tiếp theo lại là 2 mũi đơn, xong đến 1 mũi giảm, và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 11, sang vòng số 12, các bạn sẽ móc là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi giảm, tiếp tục lại là một mũi đơn, sau đó đến một mũi giảm, và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng, các bạn dừng lại và nhồi vào đây một ít bông. Sang vòng cuối cùng,
và cuối cùng các bạn sẽ móc là 6 mũi giảm. Kết thúc, các bạn cắt lên. Và mình đã móc xong một cái phần thân như thế này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc những cái bộ phận khác nhé. Các bạn sẽ dùng lem màu trắng này để móc cái phần tai của nó. Các bạn sẽ tạo một vòng tròn na gật. Sau đó lên một bính, móc vào đây là 6 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1. Sang vòng số 2, các bạn sẽ móc mũi chân là 2 mũi đơn. Kết thúc vòng số 2, các bạn cắt len. Sau đó sử dụng phần kim, chúng ta do sử dụng cái kim này và khâu để tạo thành một cái tai. Các bạn sẽ gập một đoạn cuối này vào để làm một cái tai gỗ nhé. Và mình đã được một cái tai như thế này. Tương tự, các bạn móc thêm cho mình một cái tai nữa là 2 cái tai nhé. Và mình đã xong phần tai. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái mũi của nó. Mình sẽ sử dụng lem màu hồng để móc mũi. Các bạn tạo một nút thắt. Sau đó lên 4 bính. Các bạn bỏ chân đầu tiên, móc từ chân thứ 2 là 1 mũi đơn. Chân tiếp theo 1 mũi đơn. Chân cuối cùng là 3 mũi đơn chung một chân.
sang bên dây bình đối diện các bạn sẽ móc này. Đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi tăng, cuối cùng các bạn móc sang đây một mũi trượt. Sau đó các bạn cắt lên. Các bạn sử dụng một ít len màu đen, tạo ở đây hai đường thẳng làm phần lỗ mũi nhất. Và mình đã xong cái phần mũi như thế này. Tiếp theo mình sẽ làm cái phần sừng của nó. Phần sừng các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Lên một bính, móc vào đây là 4 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1. Sang vòng số 2. Chân đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi tăng, rồi lại đến một mũi đơn, sau đó là một mũi tăng. Kết thúc vòng số 2. Các bạn cắt len. Sau đó các bạn lộn cái phần bên trong này ra. Và mình đã móc xong một cái sừng như thế này. Tương tự các bạn móc thêm cho mình một cái sừng nữa. Và ở đây mình đã móc thêm một cái sừng nữa là 2 cái. Và bây giờ mình sẽ sử dụng len màu đen để móc cái phần đốm đen trên người của con bò nhé. Mình sẽ móc một cái đốm nhỏ. Là đầu tiên các bạn tạo một vòng tròn ma thuật này. Móc vào đây là 6 mũi đơn. Kết thúc vòng
các bạn cắt lên. Mình mong được một cái đốm đen như thế này. Đốm này là đốm nhỏ nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần đốm to. Vẫn làm tạo một vòng tròn ma thuật này. Móc vào đây là 5 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1. Sang vòng số 2, các bạn sẽ móc là mũi chân 2 mũi đơn. Các bạn cân lên. Và mình đã móc xong một cái phần đốm to như thế này. Và tương tự các bạn móc thêm cho mình một cái nữa. Ở đây mình sẽ móc hai cái. Và nếu như các bạn muốn nhiều hơn thì các bạn có thể móc nhiều hơn nhé. Nhưng ở đây mình sẽ móc hai cái to và một cái nhỏ. Mình sẽ sử dụng len màu xanh để móc cái lá. Các bạn sẽ tạo một nút thắt này. Sau đó lên 10 bính. 1, 2. Tiếp theo là các bạn sử dụng một đoạn kem lá này nhặt vào đây để cho phần lá nó cứng nhé. Và các bạn sẽ móc như sau. Các bạn sẽ bỏ chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai làm một mũi đơn. Chân tiếp theo là một mũi nửa kép. Bốn chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi kép đơn. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Sau đó là một mũi đơn. Chân cuối cùng là 3 mũi đơn trên một chân. Sang phần dây bị đối diện, các bạn sẽ móc như sau. Đầu tiên là một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi nửa kép.
bốn chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi khép đơn. Rồi lại đến một mũi nửa khép. Cuối cùng là một mũi đơn. Và đoạn móc sân đây một mũi trượt để kết thúc và cắt len. Tiếp theo các bạn sẽ dùng cái phần len này để quấn vào cái phần kẽm thừa này. Mình đã móc xong được một cái lá như thế này. Và bây giờ mình sẽ sử dụng keo nến để lắp ráp những bộ phận này lại nhé. Đầu tiên là mình sẽ gắn cái phần tai. Sau đó là hai cái sừng. Mình sử dụng một đôi mắt thú để gắn vào đây. Các bạn sẽ sử dụng một đôi mắt khoảng tầm 2mm nhé. Nói đến cái mũi. Rồi đến những phần đốm. Và mình đã được một con đấu và sữa như thế này. Và bây giờ mình sẽ sử dụng một chiếc que xiên. Cho vào đây một ít keo này. Và xiên vào cái phần con bò này.
Tiếp theo bạn sử dụng bằng len màu xanh để quấn vào cành. Đến đây các bạn sẽ cho cái lá này vào. Bạn cho vào đây một ít keo. Sau đó chỉnh cái lá này nhé, cho nó quay ra ngoài. Và mình đã móc xong được một chiếc bông hoa hình con bò sữa, trông rất là ngẫu nghĩnh và đáng yêu phải không nào? Và hy vọng dưới sự hướng dẫn của mình thì các bạn có thể tự tay móc cho mình được một bông hoa đáng yêu như thế này. Nếu thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một nút like, share và đừng quên bấm theo dõi kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.